vòng bứt phá này chúng tôi có sự góp mặt của ca sĩ Giang Học Ngọc. Cô ấy sẽ ở đây là một người bạn đồng hành cùng với Bích Trâm. Và không biết là ca khúc tiếp theo Giang Học Ngọc cùng với Bích Trâm sẽ thể hiện là ca khúc gì ạ? Ca khúc Ngọc hát cùng với Trâm đó là ca khúc Tình Nồng, rất là nổi tiếng và được mọi người rất yêu mến. Một tràng pháo tay nữa để chào đón Bích Trâm và Giang Hồng Ngọc. Đừng buồn nhớ em ơi, kỷ niệm nào không luôn xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ngồi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai, phút cuối tên được cái sao lừa thương. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng dòng hát xa vắng để lại từng vết thương ngồi sao thiết tha. Từng chiều xuống trong hức hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh, giây phút mắt nồng tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng rồi cho ta. Cho họ thêm một tràng pháo tay nữa được không quý vị ơi? Các bạn nghĩ sao về phần kết hợp vừa rồi của mình ạ? Bản thân em thì rất là hâm mộ giọng hát của chị Giang Hồng Ngọc, bởi vì là một giọng hát quá tuyệt vời, quá hay. Và lần đầu tiên được đứng chung trên sân khấu, lại còn được có vinh hạnh hát chung với chị Giang Hồng Ngọc thì cảm xúc của em rất là không biết tại như nào, rất là vui dạ. Sướng hả? Ngọc thì nghĩ sao nhỉ? Em thì chỉ biết làm cho bạn ấy được thăng hoa nhất có thể. Có thể là bằng những nụ cười của mình, bằng những cách diễn làm sao để bạn ấy cảm thấy gần gũi nhất, bạn ấy không có lo sợ, không hồi hộp nữa. Cho nên em cảm thấy bạn ấy hôm nay hát rất là hay. Bản thân Thanh Duy thấy thì chỉ có những người mà có tâm hồn yêu âm nhạc thì họ mới có thể đồng điệu với nhau một cách rất là tròn trịa như vậy. Và các bạn đã có một cái phần trình diễn Thanh Duy phải nói là nổi hết tất cả cái da gà khi mà ngồi dưới xem, đúng không quý vị? Còn bây giờ sẽ là kết quả với phần biểu diễn vừa rồi. Bích Trâm mang về số điểm 90 điểm. Yeah!
đồng. Tổng giá trị giải thưởng bạn mang về ngày hôm nay là 23 triệu đồng. Xin được chúc mừng Bích Trâm. Chị Giang Hồng Ngọc thì là một giọng hát rất là nội lực, rất là tuyệt vời. Bích Trâm muốn gửi lời cảm ơn tới chương trình Cùng Hát Lên Nào đã tạo ra một sân chơi hết sức là dễ thương và hết sức là đặc biệt để cho Bích Trâm cũng như các bạn chơi cùng có cơ hội được tham gia, được đứng trên sân khấu và được cháy hết mình. Em xin được gửi lời cảm ơn tới chị Giang Hồng Ngọc đã giúp em thể hiện rất là tốt phần thi của mình. Và cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh trong ban nhạc ạ. Các anh đánh quá hay nên là em có thể phiêu hết mình ạ. Và cảm ơn anh Thanh Duy, một người MC rất là dễ thương ạ. Em rất là vui vì lúc nãy cũng nghe chị Ngọc nói là em đã vượt qua được chính bản thân mình ạ. Dạ. Cảm ơn bạn, cảm ơn Giang Hồng Ngọc đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ban nhạc Vietstage với những bài hát rất tuyệt vời. Một lần nữa Thanh Duy xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều vì đã ủng hộ và theo dõi chương trình Cùng Hát Lên Nào. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng Hát Lên Nào. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.